gần 1.000 người chữa cháy rừng ở Lai Châu. Vào khoảng 14 giờ ngày 26 tháng 2, tại khu vực rừng thuộc bản Nậm Dê, xã Xuân Bình, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu, xảy ra cháy rừng. Chính quyền địa phương đã huy động gần 1.000 người tham gia chữa cháy trong hơn 7 tiếng đồng hồ. Theo người dân, đám cháy xuất phát từ việc một hộ trong bản đốt nương làm rẫy. Khi gặp gió to, ngọn lửa bùng phát và lan rộng ra xung quanh. Khu vực cháy là cây bụi, thảm thực vật, lau, sậy và nằm ở độ cao hơn 1.300m so với mặt biển, nên lửa cháy nhanh và khó kiểm soát. Ông Trần Văn Sướng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tam Đường cho biết, khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã huy động gần 1.000 người, gồm các lực lượng như công an, quân đội, kiểm lâm, dân quân tự vệ và người dân các xã lân cận để tham gia dập lửa. Tuy nhiên, do địa hình khu vực xảy ra cháy có độ dốc lớn, xa khu dân cư nên việc tiếp cận đám cháy gặp nhiều khó khăn. Đến khoảng 21 giờ 30 phút cùng ngày, đám cháy mới cơ bản được khống chế. Sau gần 7 tiếng đồng hồ, các lực lượng tập trung tưởng chừng đã khống chế ngọn lửa thì đến 23 giờ ngày 26 tháng 2, do gió to nên lửa tiếp tục bùng cháy trở lại và lan rộng. Lúc này, lực lượng chức năng cùng nhân dân đang gồng mình để dập lửa. Tuy nhiên, do ở trên cao, gió to nên đám cháy tiếp tục bùng cháy khiến công tác cứu hộ cứu nạn gặp rất nhiều khó khăn. Hiện, chính quyền địa phương đang tổ chức các lực lượng tiếp cận để dập lửa, không để lan rộng ra diện tích có cây rừng. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu, Ủy ban Nhân dân huyện Tam Đường và các sở, ngành vẫn theo dõi sát sao tình hình để kịp thời chỉ đạo các lực lượng tham gia chữa cháy rừng. Ngay trong chiều ngày 26 tháng 2, lãnh đạo tỉnh Lai Châu cũng đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác chữa cháy và huy động lực lượng vận chuyển nước uống, mì tôm, bánh mì cho lực lượng tham gia chữa cháy trên núi cao. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu, Ủy ban Nhân dân huyện Tam Đường và các sở, ngành vẫn theo dõi sát sao tình hình để kịp thời chỉ đạo các lực lượng tham gia chữa cháy rừng. Trong đợt nắng nóng kéo dài từ ngày 18 tháng 4 đến nay, toàn tỉnh đã xảy ra 8 vụ cháy, gây thiệt hại khoảng 13 hectare rừng trồng và rừng tự nhiên phục hồi. Theo ngành chức năng, với thời tiết nắng nóng cực đoan và hanh khô trên địa bàn, khả năng cháy rừng luôn tiềm ẩn, công tác phòng chống cháy rừng càng phải được đề cao. Nguyên nhân gây cháy ngoài yếu tố khách quan là nắng nóng kéo dài, còn do đồng bào các dân tộc địa phương bất cần khi phát đốt nương để lửa lây lan vào rừng. Đa phần diện tích rừng bị cháy được phát hiện sớm và dập tắt kịp thời nên đều có khả năng phục hồi. Hiện nay, cơ quan chức năng đã phát hiện được 4 đối tượng cố ý gây cháy rừng và các đối tượng này sẽ bị đưa ra xử lý theo quy định của pháp luật.